Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay 17 tháng 5, vòng 19 V-League 2023-2024 tiếp tục diễn ra với 4 trận đấu. Cụ thể là vào khung giờ 18 giờ, Bình Dương sẽ tiếp qua Hà Nội, Thanh Hóa sẽ tiếp Quảng Nam và Hà Tĩnh sẽ tiếp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu muộn nhất trong ngày thi đấu hôm nay đó là trận đấu giữa Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu này diễn ra tại sân Hàng Đẫy vào khung giờ 19:15. Chắc chắn là trận đấu diễn ra tại sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC tiếp Hoàng Anh Gia Lai là trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng đấu thứ 19 này và là ngày thi đấu trong ngày hôm nay. Lịch sử hiện đã đảo chiều sau nhiều năm được đánh giá cao hơn đối thủ. Hà Nội FC hiện đang lép vế trước Hoàng Anh Gia Lai. Phong độ bất ổn của thầy trò ông Daiki Iwamasa trái ngược với chuỗi 9 trận không thua của đoàn quân do ông Vũ Tiến Thành dẫn dắt. Nó gây sự chú ý vì truyền thống của cả hai đội ganh đua với nhau. Đây là trận đấu mang nhiều tính danh dự của hai cựu vương tại V-League và đội thắng gần như chắc chắn trụ hạng sớm trước 7 vòng đấu. Với Hà Nội FC thì một thất bại tại sân Hàng Đẫy vào tối ngày hôm nay chắc chắn sẽ làm tổn thương câu lạc bộ giàu truyền thống bậc nhất tại V-League. Tuy nhiên thì như đề cập, phong độ vào lúc này của thầy trò ông Daiki Iwamasa là rất dễ khiến họ phải nhận trái đắng. Từ chỗ là hô quyết tâm làm nên chuyện ở sân khấu châu lục đến giải quốc nội, Hà Nội FC đang đứng trước viễn cảnh là trắng tay trên mọi đấu trường. Họ chỉ còn mục tiêu ở cúp quốc gia, nơi mà câu lạc bộ 6 lần vô địch V-League quyết đấu ở bán kết với thể công Viettel cũng đang chịu nhiều tổn thương. Hình ảnh Văn Quyết đang nỗ lực để cứu vãn mùa giải thất bát cho đội bóng của Bảo Hiển có thể là tượng trưng cho Hà Nội FC ở mùa giải năm nay. Tại sân Hà Tĩnh, vòng đấu vừa qua, Văn Quyết vẫn tỏa sáng với cú đúp kiến tạo. Tuy nhiên thì đội bóng thủ đô vẫn phải chia điểm trên sân của đối phương. Huấn luyện viên Daiki Iwamasa đang cố gắng thức tỉnh các học trò, kêu gọi họ chấp nhận thực tế khó khăn thay vì là hoài niệm về quá khứ tươi đẹp. Hà Nội FC đang thiếu cầu thủ trẻ giỏi, còn nội lẫn ngoại binh đều không đạt đẳng cấp mà câu lạc bộ kỳ vọng. Truyền thống tự hào của bóng đá thủ đô không cho phép thầy trò ông Daiki Iwamasa bỏ cuộc, nhưng có thể thấy rõ lực bất tòng tâm của câu lạc bộ này. Từ thất bại 0-2 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu thứ 8 cuối năm ngoái, Hà Nội FC thua thêm 4 trận, hòa 2 và thắng 4. Sự thất thường của câu lạc bộ đã 4 lần thay huấn luyện viên chỉ trong mùa giải này đang là cơ sở để cho Hoàng Anh Gia Lai có thể đánh bại đội chủ nhà. Ông Vũ Tiến Thành cho biết là câu lạc bộ đủ tự tin để có thể hạ Hà Nội FC như ở trận lượt đi. 9 trận gần nhất, Hoàng Anh Gia Lai có đến 17 điểm và ngay cả đội đầu bảng Nam Định cũng không phải tích lũy được điểm số cao như thầy trò ông Vũ Tiến Thành trong thời gian đó. Điều đặc biệt là ông Vũ Tiến Thành cập bến Hoàng Anh Gia Lai làm giám đốc học viện và trận đầu tiên ông ngồi cabin chỉ đạo cùng huấn luyện viên Giadisac là lúc tiếp Hà Nội FC. Và từ đó trở đi, Hoàng Anh Gia Lai chỉ thua đúng một trận sau 11 trận ông Thành xuất hiện tại phố núi. Cái duyên của ông thầy này từng được các cổ động viên của Thành phố Hồ Chí Minh gọi là vua trụ hạng đang thể hiện tại Hoàng Anh Gia Lai. Thậm chí thầy trò ông Vũ Tiến Thành còn đang hướng đến mục tiêu là thắng Hà Nội FC để tấn công vào top 5 sau vòng này. Tôi nghĩ rằng chúng tôi từng thắng 2-0 trước Hà Nội FC. Về mặt tâm lý thì không có gì phải đáng ngại bởi là chúng tôi từng thắng thể công Viettel tại sân Hàng Đẫy, ông Thành cho biết. Ông Vũ Tiến Thành cũng tin tưởng vào điểm tựa Bùi Tiến Dũng sẽ giúp cho Hoàng Anh Gia Lai thoải mái tinh thần. Thủ môn 27 tuổi chỉ thủng lưới 4 lần sau 7 trận ra sân cho đội bóng chủ quản. Tôi đã nói với các cầu thủ là 7 trận đầu tiên các bạn đo lưới 14 bàn, cho đến trước trận gặp Nam Định thì chúng ta thủng lưới ít nhất. Hiện đội bóng phố núi đã thủng lưới 19 bàn, nhưng 10 trận vừa qua chỉ thua 5, trong đó có một bàn phạt lưới nhà và một bàn phạt đền. Điều đó tạo ra động lực cho các cầu thủ. Bùi Tiến Dũng cũng đã góp phần lớn giúp Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng, giúp chúng tôi có chuỗi bất bại, ông Vũ Tiến Thành chia sẻ. Thời điểm này Hoàng Anh Gia Lai đang có 22 điểm và xếp thứ 10, kém 3 bậc và chỉ kém 2 điểm so với Hà Nội FC. Thầy trò ông Vũ Tiến Thành duy trì phong độ ổn định hơn so với đối thủ và muốn nâng chuỗi bất bại lên thành con số 10. Hoàng Anh Gia Lai từng là động lực để cho Hà Nội FC phấn đấu vượt mặt và làm nên lịch sử ở V-League.
Còn vào lúc này, thầy trò ông Vũ Tiến Thành đang nắm lợi thế để hạ đối phương. Như đã nói ở trên, tại vòng 19 V-League này thì ngoài trận đấu đáng chú ý giữa Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai thì trận đấu giữa Bình Dương và Công an Hà Nội là trận đấu đáng chú ý khác ở ngày thi đấu hôm nay. Trước vòng đấu này, Công an Hà Nội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 31 điểm, trong khi đó Bình Dương đứng thứ 4 với 1 điểm ít hơn. Khi mà cách biệt với đội đầu bảng Nam Định đang ngày càng gia tăng thì cả hai đội chắc chắn đều hiểu rằng là mình sẽ không thể tiếp tục đánh rơi điểm số ở các vòng còn lại. Ở vòng đấu trước, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành thắng lợi 3-1 trước Khánh Hòa trong cơn mưa tầm tã. Tuy nhiên thì trận thắng này cũng không thể giúp cho huấn luyện viên Kia Thị Sắc có thể tại vị an toàn, khi mà trước đó đội bóng của ông đã liên tục gây thất vọng với các trận thua trước Nam Định và Quảng Nam. Sự ra đi của Zico Thái vào lúc này, giám đốc kỹ thuật Công an Hà Nội là ông Trần Tiến Đại đang là người tạm nắm sa bàn đội bóng. Đó có thể sẽ là một bất lợi với nhà đương kim vô địch, song thì cũng sẽ là chất xúc tác giúp cho dàn sao đội bóng thủ đô thi đấu nỗ lực và quyết tâm hơn nữa để qua đó vượt qua thử thách mang tên BKMX Bình Dương ở vòng 19 này. Về phía đội chủ nhà thì dù đang nắm lợi thế nhất định trước vòng đấu này, nhưng thực tế đội bóng của ông Lê Huỳnh Đức cũng đang không quá tự tin sau chuỗi trận thiệt hại vừa qua. Trước vòng đấu này, Bình Dương đang không có phong độ cao khi để thua 2 trận liên tiếp. Rộng hơn thì 6 lần ra sân gần đây từ cuối tháng 3, Bình Dương cũng chỉ kiếm được duy nhất một trận thắng. Song thắng lợi đó của Bình Dương cũng không được đánh giá cao khi họ vượt qua đội bóng đang gặp khủng hoảng là Khánh Hòa với tỷ số 3-1. Còn trong 5 trận còn lại, các học trò của ông Lê Huỳnh Đức đã không thể có được kết quả như ý, mà 4 trong số đó là những thất bại. Với thành tích thi đấu nghèo nàn này, chắc chắn thầy trò ông Lê Huỳnh Đức đang rất muốn tận dụng cơ hội Công an Hà Nội vừa thay tướng để đánh bại đối thủ. Nếu giành được chiến thắng, điều này sẽ giúp cho đội bóng đất thủ sốc lại tinh thần sau những màn thể hiện tệ hại vừa qua. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là mục tiêu dễ dàng thực hiện với thầy trò ông Lê Huỳnh Đức, bởi Công an Hà Nội đang là một đối thủ khá khó nhằn. Thực tế, trong cả hai lần chạm mặt nhau trong năm 2023, Bình Dương đều phải nếm trái đắng trước đội bóng thủ đô. Thậm chí là ở trận lượt đi ở mùa giải này, họ để thua 0-3 tại hàng đẫy. Vì vậy mà đội chủ nhà sẽ phải thi đấu hết sức thận trọng ở trận tới. Với những màn trình diễn khá ấn tượng của những Tiến Linh, Vĩ Hào hay là Asimede thời gian gần đây, thì đội bóng đất thủ hoàn toàn có thể hy vọng giành điểm. Một khi thi đấu tập trung và chất chiêu cội xuất hiện trước khung thành của đối thủ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.